Vâng, xin chào bác, đến kênh chưa nào. Và hôm nay em xin giới thiệu với bác một mẫu xe đua. Một mẫu xe đua của hãng không có gì xa lạ đối với các bác đi xe rồi. Merida MRF830. Màu sport các bác nhé. Màu cam xanh đen. Rất là nổi bật trên xe, đây các bác nhìn đấy. Màu sắc của xe rất là thông màu, rất là nổi bật. Vâng, và bây giờ em xin đi chi tiết và nói tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu xanh tím mức nhá. Ở đầu xe thì là màu cam. Để nó có thể sâu vào đầu ít xe. Rất là sport. Thể thao nam tính. Đây là chi tiết tổng thể chi tiết xe. Mẫu Merida dòng model F830, dòng xe đua Roa. Lúc sơn sẽ đánh giá tổng thể trên 85%. Đấy, bác nhìn cái màu sơn xe rất là nổi bật. Những màu xe sơn thì rất là ấn tượng nhé. Đây, của dòng Merida. Và điều đặc biệt xe nguyên bản về cho xe là trước bơm xe lắp trên khung. Vâng, xe nó về nguyên bản thì em để nguyên theo trên xe như vậy. Đây là bơm mini trên thân xe của nó. Các bác đi đường xa hay là đường gần mà có bơm thì có thể rút bơm ra, bơm ra được cũng được. Vâng, và đây là cũng là một mẫu xe rất tốt, đừng giá bác nhé. Chỉ với 5,5 triệu bác sở hữu một chiếc xe rất là tốt rồi, nổi bật. Đây là cổ di động xe, đó chính là cổ xe lên này. Xe được trang bị với củ đề Shimano. Đây, ở giữa xe thì có cái logo nổi của dòng Merida bác nhé, bằng nhôm. Logo nhôm nổi của Merida chính hãng. Xe được sử dụng với phanh 3 mảnh. Càng nhôm, khung nhôm. Và điều đặc biệt ở ấn tượng chiếc xe là xe được sở hữu cặp vành hai lớp làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061. Hợp kim nhôm siêu nhẹ lắm nhá. Các bạn lên trên mạng tham khảo nên về hợp kim nhôm 6061, rất khác biệt so với những mẫu nhôm thông thường khác. Nhôm hai lốp, kích thước 700x23C. Lốp xe còn rất là mới lắm nhá. Vẫn còn cái đường gai nhỏ bên kia của nó đây. Lốp nhỏ. Phanh 3 mảnh cách chôm. Yên xe nguyên theo bản theo xe đây, chính hãng của nó đây bác đấy. Những đường nước hoa văn rất là rộng nên rất nổi bật theo yên xe. Đằng sau là những cái mút xe đây. Mút. Những cái lỗ này là lỗ thông thoáng cho yên xe nhá. Gió lùa vào. Phanh V3 mảnh. Gạt đĩa Cora, củ đề Shimano. Xe được trang bị với bảy tầng lip, hai đĩa tồn của xe có tốc độ. Và cũng một điều đặc biệt nữa là xe được trang được người chủ cũ chế nâng cấp một cái này là giống như kiểu theo em nghĩ thì nó là một cái tay phanh lắp ở bên dưới lên để chống va đập vào đĩa xe, rất là thú vị, đặc biệt của xe. Đây anh hùng, đây cặp vành aluminum 601 các bác này, vành nhôm hai lốp, vành nhôm siêu nhẹ của dòng aluminum, mà lốp sau cũng rất là mới bác nhé. Xe rất tốt tầm giá thôi các bác, đi dòng xe đua, loa, màu sắc rất là nổi bật.
Vâng, bây giờ em xin nó hợp trước của chiếc xe. Vâng, và mình chính hoạt động của xe đây bác em. Lên clip này. Lên đi em. Quay rất là mượt mà. Chuyển động không chi tiết một lỗ nhỏ cả. Xuống clip. Đấy, rất là êm mà vừa. Đó là thấy rõ. Xe trang bị cứ 7 tầng clip thôi nhưng mà chạy rất là êm chứ. Bên đĩa đây. Hai đĩa. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Rồi. Hầu như hoạt động của xe có một lỗ nhỏ hết. Rất là bon xe các nhá. Và bây giờ đi khung hình lại của xe các bác nhìn rõ này. Media F830 dòng Rod, Rod, Bua. Cái tông màu xe rất đổi thật các nhá. Đây. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trước Media Rod Tour Model F830. Có giá rất tốt, tầm giá rất tốt các bác. Xe bên em chỉ có giá 5 triệu rưỡi, các sở hữu một chiếc Media khá là tên tuổi rồi. Vâng, xe được trang bị với cặp vành nhôm siêu nhẹ aluminium 6061 và gạt đĩa Sora. Bên em có giá là 5 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, cảm ơn các bác, hẹn các bác vào chương ngày mai.